Em ăn chưa? Bên này chị Lan tăng thêm 1 kg nữa là thành 13 kg khô dứa ha. Chị Lan ở Tân Châu, An Giang. Còn Sơn cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị mới giờ gọi điện chuyển tiền xong rồi, nói là ở nước ngoài ủng hộ hàng Việt Nam của Hoàng Sơn rất là nhiều ha. Năm mới Hoàng Sơn cũng chúc anh chị nhiều sức khỏe và bạn sự như ý nha. Anh biết cô đâu ăn bao nhiêu? Dạ. Khổ cái giờ người ta có cái này kia không biết mình. Dạ. Mà ở bên đó là chỉ ba cái đồ này. Thích đồ Việt Nam. Ở bên đó nó có chứ đâu. Dạ. Nhưng mà thích mình xách tay đi, nó ý nghĩa hơn. Nó nhỏ. Dạ. Cái cá nó nhỏ. Dạ. Một cái thứ hai nữa. Xương không mà. Dạ. Mặn lắm không dạ, ăn. Dạ cô. Dạ. Ừ. Còn cái này á, cá nó có thịt. Dạ. Chứ ở đây là đặc sản là cá dứa cô, tại nó nằm giữa biển với sông, nó là dùng nước lợ nên là nó rất là đặc biệt. Đó, Việt Kiều mua. Dạ. Việt Kiều mua nhiều lắm. Đúng rồi, cá dứa. Dạ. Dì Hạnh ăn Tết lớn gì Hạnh? Năm nào đi năm đó. Cũng hoành tráng hả? Không có hoành. Nó đâu ăn gì đâu. Năm nào cũng ăn. Nhà gái. Nhà gái không ạ? À? Không không có nhậu. Không có nhậu. Có đơn điệu nó vui. Không có nhậu năm nay ta. Gặp năm nay cái vụ còn là không dám uống nữa. Không ai uống á. Nhà con vậy chỉ có 1-2 lon bia ngày Tết là cái giờ một thùng còn nguyên. Nhà em hồi đó giờ không có dược hóa mà được ít thùng bia đồ hàng thùng cũng có. Vui là uống vậy ba lon vậy rồi thôi à. Con cháu vậy nó túi với ba không mà chị Năm. Này cả nhà mình khai trương trở lại, gặp lại dì Hạnh nè, Chính nè, chị Mi Tu ha. Sơn Hà sáng vụ vụ rồi đưa đi học vậy. Không chịu đi học, ở nhà sướng hơn. Mẹ đi đi vậy. Dạ. Yeah. Giống anh ba đầu là ngồi rồi. Nay già chết rồi. Nay già một năm mới thấy nó lại thấy ấy rồi đấy chứ nay thấy người đi học thì không nó con không đi học đâu. À, nhưng mà biết là tập nhiệm mình phải dậy rồi vậy. Ơi, con không đi học đâu. Nay có nói con đó. Nay chứ vui vẻ đi học. Có một chú ở nước ngoài về, mẹ bên Úc về. Nói là ở thị trấn Cần Đước, ngày mai con lên giao 2 kg ăn thử. Nếu mà ngon thì mua biếu bà con. Dạ, ăn trước. Để thấy trên video bài mà chưa có ăn thử lần nào hết. Ngày mai giao 2 kg ở nhà nghỉ trọn đó mà. Ngay thị trấn. Ngay nhà nghỉ đó mình có duyên hay sao á. Khán giả làm việc gì đó rất là nhiều, cứ giao lạp xưởng với cái dứa nó nhiều lắm. Hồi trước có một cô ở miền Trung, đi đám cưới cũng về đó đó mẹ. Rồi nhờ Xuyến chạy lên giao cho 7 kg lạp xưởng. Thì Chính nay có rễ vậy không Chính? Chưa hả? Không có rễ. Thì rễ tương lai. Có. Tương lai thì cũng xuống ngoài. Đâu Đức. Ủa, có rễ tương lai rồi hả? Gần tiện. Qua Tết thì mình không có làm nhiều như trước Tết, nhưng mà cứ tuần hai tuần là có một mẻ ha, mình làm ít vậy đó. Cái này thì mình đông lạnh nên là mình sẽ bảo quản được trên 3 tháng cả nhà ha. Phơi 2 ngày nắng trước. Rồi đầu năm đẩy mấy dì bánh đó, ăn sáng xong ăn bánh nha. Đặc sản Long Thành. Bữa rồi con đi Vũng Tàu về ngang ghé mua đó. Mấy dì ăn sáng đi. Dì Hạnh năm nay có đi chùa chính cửa chùa nữa không? Thấy bà con ở quê mình hay qua Tết là đi đó. Không, anh nói về chùa nhà. Dạ. Yeah. Chùa nước nước, bây giờ chùa khác không có đi. Đó, dạ, tâm nguyện. Dì ba nói câu vậy nè. Dạ. Dì ba xin đi chùa khác đây thôi. Dì ba biết rồi, tới chừng chiều sư sẵn để đi á. Đi chiều sư sẵn để đi. Dạ. Dì ba nói tu đâu chứ bằng tu nhà.
thời cha chứng nhẹ là đi tu cái bộ gì đó, đây lúc đó già nhỏ không theo má gì, chùa Linh Phước chùa khác không đi, còn đất cũng không đi nữa. Ở xứ mình thì bà con hay đi vào 12 hay gì đó, 12, 15 thì đi thuê xe 50 chỗ. Mẹ đó giờ có đi không mẹ? Châu Đốc. Đi không? Hả? Giờ đi không? Con đăng ký ra đi. Chung xe có mấy cô ở chợ. Xe đi đâu sao? Người ta thuê xe 50 chỗ cái người ta tổ chức cho ai đi đó. Đi đâu? Chùa Châu Đốc. Sợ hả? Mẹ đi rủ cho mẹ, vậy là ai đâu đưa đi cái gì mà sợ rồi. Sáng sáng mà. Dạ. À, đi thứ bảy chủ nhật. Dạ Hạnh năm nay ở nhà không đi du lịch hả? Dạ Hạnh ở đó giờ không đi chùa xa, đi một chùa nhà thôi. Ăn bánh đi rồi làm. Vậy em ở nhà em phụ mấy chị trông coi hen. À, anh lên Sài Gòn nay thì ở Trảnh cũng khô cá lên rồi. Cũng chưa đủ hết á, nhưng mà mấy món chính á như khô dứa, tôm khô khô mực là có hết rồi đó. Nay bà con chuẩn bị đi nước ngoài, tại vì cô chú đi về ăn Tết á. Thì trước Tết về 2 tuần, sau Tết 2 tuần là đi nè. Nên là đặt hàng mình cũng khá là nhiều. Dạ. Về ăn Tết tháng Tết. Bà cô chú nghỉ hưu rồi á mới đi được như vậy. Còn thường mấy gia đình mà nhỏ nhỏ đó thì ta hay về vào hè. Tại mấy bạn nhỏ đi học á. Qua Tết rồi bắt đầu làm việc lại. Bắt đầu lại từ đầu hết năm mới ha. Bà Sơn cảm ơn cô chú rất là nhiều đã ủng hộ Nam Việt Shop trong những năm qua. Và bây giờ mình tiếp tục năm mới nha. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự như ý nha. Lên đường. Cô hàng xóm luôn. Dạ con chào cô. Dạ. Hôm nay năm mới chúc cô nhiều sức khỏe ha. Được, cô cảm ơn nhiều lắm, chỉ dạ. Có nhiều đó thôi. Dạ. Càng không cần tiền mà cần sức khỏe. Cô xách cái máy ở nước ngoài về thấy lạ quá. Bác sĩ không có cài đặt rồi đem qua nhờ bà Sơn cài đặt giùm. Rồi cô mua cái dứa ủng hộ nữa chứ. Coi Tết là cô ghé mua mắm ruốc hả con? Có, mua mắm ruốc rồi mua cá. Rồi có được không con? Có, cô mua năm ngoái cô cũng mua. Dạ, rồi. Tại vì mắm hồi Tết con bán không đủ bán á. Rồi gần Tết hết trơn. Thì hôm bữa cô có dặn em đó, cô dạ. Dặn cô kia là cô lấy thêm 2 lọ nữa. Dạ. Mà sáng thì cô tới có lọ cho cô lấy luôn. Dạ. 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 Dạ, năm nào cô cũng về hả con? Năm nào cũng về. Dạ. Cô về mấy chục lần. Dạ. Mới Tết là về. Dạ. Rồi mới nói Tết là có một mình nó buồn. Cô đang chờ cái máy này để giới thiệu bà con coi cho biết cho vui ha. Tại vì ở Việt Nam không có bán. Cái máy này là cái máy đường huyết, rất là lạ. Đó là nó sẽ kết nối trực tiếp vô trong cái que mà ở trên cái tay mình á. Xài được 10 ngày hả con? 10 ngày đó. 10 ngày thì thay cái khác. Dạ. Cái này hàng này xịn như lắm nè, ở Việt Nam là không có bán luôn. Bởi vì nãy cô xách qua mà con thấy sao ở trên hộp là Đồng Nai. Cô nói là ở bên đó là để mua Sài Gòn Đồng Nai. Cô nói cái này là mua ở bên bệnh viện Đồng Nai. Cái bệnh cái Phật Maxi Đồng Nai. Phật Maxi Đồng Nai bệnh của người Việt hả con? Khoa Cali đó hỏi Phật Maxi Đồng Nai là. Dạ. Bởi vì nãy con thấy lạ đấy. Con dòm Đồng Nai mà kiếm địa chỉ hoài không ra. Đó, mình cũng lạ là. Số phone của nó 714. Là cái máy này ở Sài Gòn còn chưa bán mà sao ở Đồng Nai bán? Máy này giá hiện tại giờ là nhiêu? Mấy trăm đồng. Tại dạ. Cô được phi mà. Dạ. Bên đó và y tế họ có miễn phí. Nhưng mà cái đường con nó phải như thế nào người ta mới cho, phải tự nhiên đúng rồi phải theo dõi thường xuyên á. Hay sao với điểm bố một tháng con được đổi 3 hộp phải bao nhiêu tiền, nhiều khi em mua máy về rồi mua que không có. Ừ đúng rồi, tháng
con thì cứ 10 ngày. À 10 ngày là xài hết một que. Cái kim to đùng dữ. Cái kim mà cắm ở đây nó to giống như cây. Có bị đau không con? Không, quen. Dạ. Hay vậy. Tại vì ở Việt Nam mình nó xài kiểu truyền thống là mỗi que lấy một giọt máu một lần. Đó, ví dụ như người nào mà không bệnh, ví dụ ổn định rồi á, thì một tuần lấy một lần thì dễ rồi. Còn người nào mà đang theo dõi một ngày lấy rất là nhiều lần, giống như cô ăn theo dõi vậy cực lắm. Lấy, ăn xong rồi. Dạ, là một ngày mà lấy khoảng 5 lần như vậy mà mệt dữ lắm luôn. Còn của cô vậy thì dán vô một lần là 10 ngày luôn. Mà đâu có mất máu đâu Sơn. Dạ. Nếu làm được không mất máu. Làm này không mất máu. Dạ. Còn nếu mà đâm cái kia là mất máu. Bởi vì? Cô cũng đâm mấy cái cũng nhỏ em. Ừ, trước con có nhiều bà con Việt Kiều về đây hỏi mua cái máy này nè. Con nói ở Việt Nam không có. Chưa có, nó chắc có lẽ nó cũng sẽ nhập. Tại vì nó mắc là chuyện rồi, sau khi mình xài mình phải tốn cái que này á, mà que này nó có hạn sử dụng. Nếu mình bán không được nó cũng sẽ hư, rất là khó nhập. Nhưng mà cái này nếu mà bán ở Việt Nam phải nó mất tiền sao? Dạ đúng rồi. Tại mỗi một tháng con lại phải tốn một số tiền. Dạ. 3 cộng. Dạ còn đây miễn phí. Đó. Hay quá ha. Ừ. Dạ. Cứ tới một cái là mẹ Phật nó xin Đồng Nai tới một cái nó biết mình á. Cô chờ con một chút rồi thế là nó làm. Mà thấy không làm chỉ có một hai phút đâu. Dạ. Ở bên đó y tế tốt quá chừng ha. Quá tốt. Dạ. Quá. Ở Việt Nam thì mấy cái này mình phải mua hết đó cô, máy trợ thính cũng phải mua. À, máy rồi biết cũng phải mua. Bên kia phi 100%. Dạ. Cô á, một tháng ở bên đó đó, làm nghèo nước nước Mỹ mấy ngàn tiền thuốc đó. Dạ. Nghèo nước Mỹ. Dạ. Mấy là miễn phí hết rồi con. Hả? Miễn phí luôn. Không có một cái gì một đồng. Dạ, hay quá ha. Không có cái gì một đồng. Mà có một cái Sơn, ví dụ như mà mình ở nhà đó, mình con cái không có thì mình mệt mệt, mình không lái xe được. Dạ. Kêu một cái nó tới chợ. À. Bác sĩ tới luôn, không gần nhà tới con luôn. Dạ. Không cần. Còn mấy lần mà cô đi cấp cứu á, cô bị tim á, cấp cứu. Ở nhà có mình kêu một cái nó tới, nó hỏi mình, nó nói tiếng Anh á. Dạ. Cái xong nó tự nhiên có mấy bác sĩ nó đi theo. Dạ. Nó đi theo cái xe ambulance. Có thông dịch không con? Ờ, nó cũng có người. Dạ. Cái xong rồi nó khám cho mình ngay tại dạ. chỗ đó. À. Cái là nó chụp cái mặt lại, chờ. Là ở nhà chỉ cần mình gọi điện rồi họ tự lo hết. Có cái số. Dạ. Số 911. À, 911. Dạ. Con bấm cái rồi cũng nó làm lẹ lắm, dạ. 10 phút là thấy cái mặt nó. Nhưng mà nó tới bao giờ phải nó chậm đi liền. Khám được. Có một cái đội bác sĩ, nó hai ba người bác sĩ nó khám. Dạ. Đó, dạ. Nó khám sơ xem như thế nào, nó lo dạ. mình có đường hay không. Hay cái gì xong một cái nó bắt đầu nó xong. Rồi, ví dụ cô gọi cho đó, cô nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Không, mình không cần gọi cho nó hay vô cùng chính xác. Dạ. Nó tới đó một cái nó nói là tao xích. Là người. À, nói là bệnh là được rồi. Ấy là giả sử như người Việt mình á mà không biết tiếng Anh thì sao cô? Thì không có ăn thua gì hết. Cũng gọi 911. Ờ cũng gọi. Rồi họ tới. Mình bấm cái phone. Dạ. Cái phone của mình là mình bấm 911. Cái tự nhiên nó tới nó không có thấy mình nằm như vậy rồi. Là biết mình bệnh rồi. Nó nhào vô là nó khám bệnh. Dạ. Đưa đi. Tại con ví dụ không cần nói giống như ông bà mình ở đây mà không biết tiếng Anh mà đi theo con cháu qua bên đó đó rồi không có nhà đó. Cũng không ăn thua gì hết. Thì cũng là bấm vô số đó là được. Cũng bấm cái số đó là ở đâu nó cũng biết. À, trong khóc có định vị tới luôn. Ừ, hay cái chỗ đó. Dạ, hay quá ha. Cái nó đưa nhà thương thôi. Dạ. Nhà thương thì bắt đầu cho nó khám, nó cho mình chụp này, chụp kia thì dạ. không cần tiếng Việt, ít không cần biết tiếng Anh, dạ. biết thì ok. Biết thì tiện rồi, còn không biết vẫn được. Không, không sao, nó khỏe đem. Dạ. Thật sự đó, nhiều người ở nhà mấy đứa em, dạ. chị lớn không về cũng không. Tao là người Việt, tao thì nó là đầy đủ sung sướng quá. Dạ bên đó là tự là được. Nhất là cái lúc còn trẻ mình đã cực khổ rồi. Dạ. Mình đóng thuế đó rồi. Dạ. Ý là mình phải ở lại. Dạ mình, dạ. Cái con cái ở bên đó hết rồi. Vậy là cô đi về một mình hết không? Dạ. Em hỏi. Cứ về mình. Dạ. Em nghe đi, ở An Giang. Cái nào cũng được em. Và cái đó kết nối nhau, kêu một lượt. Dạ chị. Dạ. Em nghe. À, Cẩm Tú giờ đang soạn đồ để gửi 13kg về cho chị đi nước ngoài nữa nè. Dạ. Gửi về An Giang rồi chị mới gửi đi. Cá đùa mình cũng chiên hả con? Dạ, cá đùa cũng chiên con. Cá đùa ở ngoài thật sự ra mình nó tươi thì chiên ăn rất là ngon. Dạ, cái này một nắng cũng tươi lắm con. Tại vì mình làm xong mình phơi ra đông lạnh liền á, nó tươi lắm. Dạ. Cô chưa ăn bao giờ hết. Dạ. Vậy lấy thử cho con bịch cá đùa. Dạ. Nhưng mà cá dứa là ngon nhất. À dạ hả, cơm rồi hả? Cô có dưa mua cái dứa một nắng rồi. Dạ. Ăn nhiều. Ờ, chị chuyển tiền rồi nè. Chuyển rồi nè. Dạ.
em lấy thêm 1 ký nữa. Em coi có quà gì tặng cho chị không? Em định hết rồi, có tiền rồi. Ờ, không thể nào mình bỏ được. Dạ. Rồi em. Ngọc Lê. Alo, dạ Hoàng Sơn nghe. Hoàng Sơn ở bên đây. Bên kia mình. Dạ. Vậy chị nói sao? Hả? Chị nói sao? Ở bên cửa hàng mình là có tôm khô không? Tự nhiên chị mua để. Tôm khô có chưa em? Tôm khô lên chưa? Dạ rồi. Chị cẩm tú nói chuyện cẩm tú liền chị ha. Chị ơi, tại em có đặt. Ok rồi nè. Dạ dạ con. Okay. Rồi ok, dạ. Mời tắt rồi. Dạ cô. Rồi cô về, đây con rút ra. Rồi sáng năm có gì ghé đây con cài đặt cho, không sợ nữa ha. Thôi, ở đây rồi dư sức về rồi. Dạ dạ. 10 ngày nữa. Cô lấy bình khô. Cô lấy bình khô về. Bình khô con. Dạ. Dạ, năm tới gặp cô ha, video kỷ niệm cùng cô nghe. Dạ, con chào cô. Dạ rồi cô về. Dạ. Về nhà con cần nó không biết. Mấy dạ. Thằng lớn. Dạ, cô về khỏe. Rồi ok. Dạ. Hiện tại chị đang có con nước vậy. Con mực. Con mực. Con mực. Dạ có luôn chị. Ừ, ok. Rồi mình đóng hàng gửi trong hôm nay luôn em. Dạ được. Chị chuyển tiền rồi. Ok. Nhưng mà chắc mai mới nhận. Này cô thì mình đi 10 ngày không cần đông lạnh. Tâm. Chị nơi ở nhà chị có tủ đông, về dưới chị cứ bỏ bảo quản dưới để cho nó tươi. Còn giờ đi thì không vấn đề gì. À, bữa nay thì cô cá lên chưa có nhiều nhưng mà những cái món chính là có rồi cô chú anh chị ha. Còn lạp xưởng thì mình đang làm. Khi nào có rồi? Hả? Khi nào có lạp xưởng? Lạp xưởng thì chiều mai là có rồi em. Cũng có mấy đơn khách đặt rồi. Vậy hả? Đó, là ngày mốt anh mới mang lên thứ năm á. Ừ, chị thanh toán hết rồi. Thư đi giao sao không em? Dạ, Thư đi giao cách mạng tháng 8, 6, 7 ok anh đây, ok đó, em Thư đang chuẩn bị tem. Rồi cô giữa ha. Bữa nay thì Hoàng Sơn khai trương lại đầu năm. Cô chú ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn cô chú nha, đã yêu mến Nam Việt và ủng hộ hết mình cho Nam Việt Shop. Hoàng Sơn chúc bà con mình năm mới nhiều sức khỏe, bình an và dạng sự như ý nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau. Cô chú có cần thì liên lạc với Hoàng Sơn vào số điện thoại của Nam Việt Shop nha, 090 120 1410, hoặc là vào Nam Việt Shop để mình có thể xem thêm, namvietshop.com nha, để xem thêm các sản phẩm của Nam Việt. Tạm biệt.